Xin chào cả nhà. Hôm nay em được một chị người quen chỉ em đi đến đây để mua trà bông. Thật sự ra em ăn cũng rất là nhiều loại trà bông rồi, nhưng mà chị ấy nói trà bông ở đây ngon xuất sắc cho nên là em cũng muốn thử. Chị ấy nói tiệm có tên là Alpha Bakery, nằm trong khu chợ Hồng Kông 4. Bây giờ em đã có mặt tại khu chợ Hồng Kông 4. Chợ Hồng Kông 4 là một trong những chợ người Việt lớn nhất nhì ở Houston. Thỉnh thoảng em cũng hay đi chợ này, nhưng mà hôm nay em sẽ không có vào chợ đâu, mà em đi thẳng xuống tiệm bánh Alpha Bakery để mua trà bông thôi. Có lẽ là em đi hơi sớm cho nên là khu chợ lúc này cũng hơi vắng nha cả nhà. Cho nên nhiều cửa hàng khác cũng chưa có mở cửa. Cuối cùng em đã đi đến được tiệm bánh Alpha Bakery. Thì vào trong thật sự em choáng ngợp trước những loại bánh ăn sẵn như là bánh cam, xôi, bánh bía, bánh gỏi cuốn nè, xôi mặn nè, bánh nậm, bánh ướt, rất là nhiều loại luôn cả nhà ơi. Bên này thì còn có bánh da lợn, bánh bò, chuối nướng, bánh mì, mè sửng. Hầu như là tất cả các loại ăn vặt là ở đây bán rất là nhiều luôn á. Có bánh in nữa nè, và bánh men nữa, khô bò, khô mực, khô gà lá chanh, nhiều lắm. Ở đây còn có nem chua. Thật sự ra em thích cái cửa hàng này. Khi bước vào thì mình thấy cách trưng bày, cửa hàng nhỏ thôi nhưng mà cách trưng bày rất là gọn gàng và ngăn nắp. Và có chè nữa nè. Đó, cả nhà thấy cái bánh phồng tôm ở trên không? Cái bánh phồng tôm này mà anh chị nào mà ăn gỏi khô bò, gỏi đu đủ, mua cái này về ăn ngon lắm nha. Cuối cùng em đã kiếm được trà bông mà chị ấy nói. Em đã mua 5 hộp. Đi ngang cái quầy bán bánh mì thì thật sự lúc này là em không thể kiềm chế được. Mặc dù là trước khi đi em đã ăn sáng ở nhà rồi, mà đi ngang quầy bán bánh mì là em phải mua. Em nghĩ là em phải mua ngay một ổ để em kiểm chứng xem có ngon hay không. Chứ thật sự ra em nhìn là em chịu không nổi luôn đó cả nhà. Em cũng ít khi ăn bánh mì lắm, mà đi ngang cái quầy bán bánh mì này là thật sự em gục ngã. Liền kêu ngay một ổ. Cả nhà nhìn thấy miếng thịt chất lượng chưa? Thì em hỏi cái cô bán bánh là bao nhiêu một ổ, thì cô ấy nói chỉ có 5 đồng thôi nha cả nhà. Ở đây bánh mì chỉ có 5 đồng một ổ thôi. Cả nhà thấy làm sao? Chưa biết ăn ngon hay không, nhưng mà cái phần hình thức là có điểm cộng rồi nè. Anh chị nào mà thích ăn bánh mì thì đi đến đây để mua bánh mì ăn thử nha. Chứ em nhìn là em mê, chữ E kéo dài luôn á. Miếng đồ chua, miếng ngò, miếng ớt để tăng thêm hương vị cho ổ bánh mì ha. Chị ấy còn cắt làm đôi giùm cho mình nữa nè. Chị bán bánh mì cũng rất là dễ thương nha cả nhà. Cuối cùng thì mình đi qua bên đây tính tiền thôi. Em mua gồm có 5 hộp trà bông, là tổng cộng là 110 đồng. Và ổ bánh mì 5 đồng nữa là tổng cộng 115 đồng. Anh chị nào có dịp ghé ngang Houston thì đi đến cửa hàng này ăn thử nha. Người bán hàng cũng rất là vui vẻ, đồ ăn thì trưng bày bắt mắt. Có điều cửa hàng hơi khuất một chút xíu là bởi vì mình phải đi vô trong khu chợ Hồng Kông 4 mình mới kiếm được ha.
Bây giờ thì mình đi về nhà thôi. Về đến nhà là em mở ổ bánh mì ra em xem liền. Để em cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà nhìn thấy có ngon không? Bơ và pate rất là nhiều. Thịt với chả cũng rất là nhiều luôn. I've been thinking how am I? There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep in love. Yeah, 'cause you really get me, make me fall to my knees, my knees. Xin chào, tạm biệt cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.